Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức giải trí D News, và ngay sau đây hãy cùng chúng mình điểm qua những thông tin đáng chú ý trong ngày. Mới đây, nam rapper Tỷ Vương đã chính thức lên tiếng sau những lùm xùm liên quan đến bản hit Tuyết Yêu Thương, và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Mới đây, nam rapper Tỷ Vương TIN, một nghệ sĩ underground đời đầu thế hệ 8X 9X, đã chính thức lên tiếng sau lùm xùm liên quan đến Jang Juno và màn trình diễn tại chương trình Ký Ức Vui Vẻ. Sau phát ngôn này của Tỷ Vương, khán giả đã dấy lên nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc liệu có cần thiết lên tiếng đính chính khiến cho sự việc trở nên như vậy hay không. Cụ thể, nam rapper đã có một bài đăng trên trang cá nhân nói rằng kể từ giờ, ca khúc Tuyết Yêu Thương sẽ không được sử dụng lại trên bất kỳ sân khấu nào nữa. Nếu có thì sẽ chỉ được hát trong những buổi hát karaoke mà thôi. Bài đăng cũng gắn thẻ cả Jang Juno, tên thật là Trương Ngọc Dũng, người liên quan trực tiếp đến lùm xùm gần đây khi trình diễn trên chương trình Ký Ức Vui Vẻ. Có vẻ như sau khi tranh cãi liên quan đến vấn đề người sáng tác xuất hiện trên Ký Ức Vui Vẻ, Tỷ Vương và Jang Juno đã có sự thống nhất quyết định sẽ không trình diễn lại ca khúc này thêm bất kỳ lần nào nữa. Đây là thông tin đáng tiếc đối với nhiều người hâm mộ, bởi lẽ Tuyết Yêu Thương vốn là ca khúc gắn liền với thế hệ 8X, 9X, được đông đảo người hâm mộ yêu thích lúc bấy giờ. Ngay cả khi được tái hiện lại trên Ký Ức Vui Vẻ, khán giả vẫn không khỏi cảm thấy bồi hồi khi lắng nghe. Dành cho những ai chưa biết, lùm xùm liên quan đến Tuyết Yêu Thương đã xảy ra cách đây một tuần. Cụ thể, nam rapper Jang Juno đã xuất hiện trên chương trình Ký Ức Vui Vẻ và trình diễn ca khúc Tuyết Yêu Thương. Tuy nhiên, tranh cãi nằm ở chỗ, phần giới thiệu ca khúc Tuyết Yêu Thương trên chương trình Ký Ức Vui Vẻ đã đề tên người sáng tác là Jang Juno. Thế nhưng chính việc này đã dấy lên nhiều tranh cãi bởi bản hit này không phải do một mình Jang Juno sáng tác. Ngay sau khi dấy lên tranh cãi, nam rapper đã đính chính trên trang cá nhân của mình rằng Tuyết Yêu Thương không chỉ có một mình anh sáng tác mà còn có cả một rapper với nghệ danh là TIN, Tỷ Vương. Jang Juno cho biết thêm, TIN là một nghệ sĩ underground và là tác giả cũng như là người sáng tác phần melody, giai điệu của ca khúc Tuyết Yêu Thương. Sau khi bài post nói về việc không sử dụng Tuyết Yêu Thương thêm lần nào nữa của Tỷ Vương được đăng tải, netizen đã để lại nhiều ý kiến trái chiều. Đa phần đều cho rằng Tỷ Vương vì lòng đố kỵ khi thấy ca khúc của mình đồng sáng tác trở nên hot nhưng không xuất hiện tên của mình trong phần credit. Netizen tranh cãi bởi lẽ ca khúc đã ra mắt được 13 năm cũng không còn là hit đình đám nên không cần thiết phải bị đem ra mổ xẻ như Tỷ Vương đã nói. Ngược lại, cũng có ý kiến bênh vực anh chàng cho rằng công sức của anh sáng tác cần phải được ghi nhận nên việc lên tiếng cũng là điều hết sức dễ hiểu. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Các bạn đừng quên bật chuông thông báo kênh tin tức giải trí D News để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!